Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng. Hôm nay thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2023. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đang ở vùng đáy 3 tháng do ảnh hưởng tiêu cực bởi chính sách diều hâu của các ngân hàng trung ương và lập trường vững chắc của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Powell về 2 lần tăng lãi suất nữa trong năm nay. Các chuyên gia cho rằng vàng có nguy cơ tiếp tục giảm sâu khi các yếu tố hỗ trợ đang mờ nhạt. Ở trong nước, giá vàng miếng tiếp tục duy trì xu hướng ổn định ở quanh ngưỡng 67 triệu đồng một lượng ở trong suốt tuần. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được giãn rộng lên trên 12 triệu 500 nghìn đồng một lượng so với giá vàng miếng SJC và 1 triệu 700 nghìn đồng một lượng so với giá vàng nhận bô số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhận bô số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 55 triệu 350 nghìn đồng một lượng và 56 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng và 67 triệu 120 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 600 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng và 67 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá thấp hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 400 nghìn đồng một lượng và 67 triệu đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 500 cho đến 600 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNJ niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66 triệu 450 nghìn đồng một lượng, chiều bán 66 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 450 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 66 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNJ là 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 470 nghìn đồng một lượng, chiều bán 66 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Tại Mi Hồng STC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 550 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 66 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 66 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua, hiện đang niêm yết mức giá từ 21 triệu 483 nghìn đồng một lượng đến 55 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 23 triệu 483 nghìn đồng một lượng đến 56 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, giá vàng thế giới vừa đánh dấu tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 2. Kim loại quý liên tục chịu áp lực khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 2 lần nữa. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng các dữ liệu vĩ mô dường như không ủng hộ cho quan điểm diều hâu này. Trong phiên điều trần trước Quốc hội tuần qua, Chủ tịch Fed ông Powell tiếp tục cam kết tăng lãi suất thêm 2 lần nữa. Thị trường vàng bắt đầu loại bỏ khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Trong tuần vừa qua, các ngân hàng trung ương khác cũng đưa ra các quyết định lãi suất. Gây bất ngờ lớn nhất là Ngân hàng Trung ương Anh BOE với mức tăng 0,5 điểm phần trăm, đưa lãi suất chính lên 5% từ mức 4,5%. Ngân hàng Trung ương của Na Uy cũng đã quyết định tăng 50 điểm cơ bản. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã tăng lãi suất lên 1,75% từ mức 1,5%. Các nhà phân tích đã chỉ ra rằng lập trường diều hâu toàn cầu mới này có thể sẽ làm gia tăng sức hấp dẫn của đồng đô la trong vai trò là tài sản trú ẩn an toàn. Trên bức tranh vĩ mô, vị thế kỹ thuật của vàng có vẻ không được tốt sau khi giá giảm xuống dưới mức trung bình động 100 ngày, khoảng 1.940 đô la Mỹ một ao. Chuyên gia về kim loại quý ông Everett Millman của Gallyville nói rằng việc vàng giảm xuống dưới mức trung bình động 100 ngày báo hiệu khả năng giảm sâu hơn nữa. Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô thúc đẩy đang chống lại vàng, các yếu tố kỹ thuật cũng đang xấu đi. Theo ông Millman, mức kháng cự mới là 1.940 đô la, mức hỗ trợ là 1.900 đô la Mỹ và sau đó là 1.880 đô la Mỹ một ao. Theo Chủ tịch ông Kevin Grady của Folex Futuri and Option, nhiều vị thế mua đã bị loại bỏ khi khả năng cắt giảm lãi suất dường như không còn. Nhà phân tích kim loại quý bà Suki Copper của ngân hàng Standard nói rằng dòng tiền chảy ra khỏi các quỹ hoán đổi danh mục đã tăng trong tháng 6. Mức quan tâm của các nhà đầu tư đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2018. Chiến lược gia hàng hóa cấp cao ông Daniel Galli của TD Security nói rằng 1.900 đô la Mỹ một ao là một mức quan trọng mà giới đầu tư cần theo dõi. Trong vài tuần tới, thị trường vàng sẽ theo dõi để xem các dữ liệu vĩ mô mới, đặc biệt là báo cáo về lao động và lạm phát, có ủng hộ quan điểm của Fed về hai đợt tăng lãi suất nữa hay không. Theo ông Galli dự báo, những dữ liệu mới đây sẽ không củng cố khả năng tăng lãi suất cao hơn nữa. Ông cho rằng khả năng cao là lần tăng lãi suất tháng 5 là lần tăng cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt tiền tệ này của Fed. Một cuộc suy thoái sẽ xảy ra trong quý 4 và vàng có thể tăng lên mức 2.100 đô la Mỹ vào đầu năm tới. Một khi dữ liệu bắt đầu xấu đi, khả năng cắt giảm lãi suất trong 12 tháng tới sẽ cao hơn. Do vàng là một tài sản chính hướng tới tương lai, các nhà đầu tư mới sẽ đổ vào, điều đó sẽ hỗ trợ giá cao hơn. Ông Lia Spiva, người đứng đầu bộ phận vĩ mô toàn cầu tại Tabthilai cho biết, sự suy giảm của giá vàng phù hợp với triển vọng tăng lãi suất. Đồng đô la Mỹ bắt đầu mạnh lên sau khi ông Powell xác nhận lãi suất có thể sẽ tăng trong thời gian tới. Ông Edward Mosa, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Onda cho biết, giá vàng đang giảm sau khi ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ. Triển vọng tăng trưởng toàn cầu đang bị cắt giảm, điều đó có thể sẽ kích hoạt xu hướng trú ẩn an toàn quay trở lại với đồng đô la Mỹ, chứ không phải vàng. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.